Xin chào cả nhà, xin chào ông bà cô chú và các bạn. Bữa nay mình chuẩn bị mấy cái nguyên liệu ở đây nè, mình mới vừa chuẩn bị xong ha, để mình chuẩn bị làm một cái bánh bánh kem á. Chúc mừng kỷ niệm 20 năm ngày cưới của nhà mình ngày mai nha cả nhà. Bây giờ mình ở đây mình cân ra hết rồi, mình sẽ cho cả nhà coi ha. Ở đây có một tí xíu muối. Ở đây mình làm cái bánh bông lan với 7 trứng nha cả nhà. Mình phải làm cái cốt bánh trước, rồi sau đó mình mới làm kem, và mình phải trang trí thành một cái bánh kem á. Ở đây mình có bột mì ha, 180g bột mì và 30g bột bắp. Bột bắp cả nhà thấy nè, mình để mấy bên cho cả nhà coi để nó riêng nè ha, là nó trắng nhiều hơn bột mì. Đó, hai cái này mình sẽ trộn lại đây. Nếu mà mình làm bột mì không á thì cái bánh nó sẽ cứng cả nhà. Mình muốn cái bánh nó sẽ mềm ngon thì mình phải cho bột mì ra rồi mình thế lại bột bắp. Đó. Thường thường thì trung bình là 30 gram là cho một cái trứng, 30 gram đường, 30 gram bột cho một cái trứng. Đó. Thường thường nó là như vậy. Rồi đây mình có bơ ha. Bơ mình sẽ làm cho chảy xong rồi. Rồi ở đây mình có cái này là đường. Nếu mà thường thường công thức 7 trứng thì nó phải 210 gram đường thì ngọt lắm. Nhà mình chỉ làm có 150 thôi. Đây 150g đường, cái này là vani và cái này là cái hạnh nhân xay nhuyễn cả nhà, xay nhuyễn 2 muỗng. Mình muốn bỏ vô trong cái bánh để mình ăn cho nó ngon á, nó có vị thêm. Và đây là khem ớt tạt tạt, cái này để mình bỏ một chút xíu để khi mình đánh trứng á đó, để mình làm cái bánh. Rồi cái này là vani, đường vani để cho nó lòng đỏ và lòng trắng trứng ra riêng nha cả nhà. Mình phải đánh lòng trắng trước rồi sau đó mình mới cho lòng đỏ vô đó. Và cái khâu quan trọng để làm cái bánh bông lan nổi mà không dùng bột nổi là khi tách, mình để không bao giờ để cho trứng trồng đỏ nó bị bể và nó lộn xộn nó nhây vô cái lòng trắng á đó. Không phải tách rất là cẩn thận, và trứng phải không có được trứng lạnh nha cả nhà, phải trứng để ở ngoài, phải trứng để nhiệt độ phòng. Đây, bây giờ mình sẽ tách cái trồng đỏ riêng, như trồng trồng trắng mình sẽ cho vô cái thau này nha cả nhà. Đó, mình tách rất là cẩn thận nha, để cho cái lòng đỏ nó còn nguyên nha, chứ cái lòng đỏ mà nó bị bể ra dính vô là trứng bánh bông lan sẽ không có bị nổi, nó không có nổi đó. Đây ha, mình biết làm xong rồi thì là mình sẽ chế biến ra được nhiều kiểu cả nhà. Ngày mai là nhà mình là 20 năm ngày đám cưới cả nhà, cho nên là mặc dù hôm nay mới đi làm về cũng mệt á, cuối tuần này làm gì đuối, mới ăn cơm ăn nước xong rồi chắc này mình làm cái bánh bông lan. Đây cả nhà coi ha, mình không có bị dính lòng đỏ ha, chỉ là lòng trắng không. Bây giờ mình sẽ cho một chút xíu muối vô đây. Mình sẽ cho bao nhiêu đây, cái kem ướp tạt tạt vô ha. Rồi. Mình phải đánh cho trứng nổi bọt lên, rồi sau đó mình mới cho đường nha cả nhà. Đó, phải đánh cái này trước. Bây giờ thấy được rồi nè, đó bây giờ gì mới cho đường. Mình cho đường từng muỗng từ từ vô nha cả nhà. Chứ mình không có cho một lượt. Đó, mình cho từng muỗng mình đánh. Rồi xong mình sẽ cho tiếp nữa như vậy đó. Cứ như vậy làm cho tới hết luôn. Rồi đánh bông lên hết. Đấy, bây giờ nó bông trắng lên rồi đó cả nhà thấy không? Nhưng mà vậy là còn mềm lắm. Phải cho cứng chút nữa mới được, tại vì bông lan này mình không có dùng bột nổi cho nên mình sẽ cho bông cứng chút nữa. Nè, đánh trứng như vậy là được rồi đó cả nhà, nó bông như tiết như vậy là được ha. Bây giờ mình sẽ cho lòng đỏ vô để trộn đều sơ lại thôi à. Rồi bây giờ mình sẽ cho lòng đỏ vô từng cái nha. Đó, mình sẽ cho từng cái lòng đỏ vô, là lúc này là máy nó đang chạy nha cả nhà, để mình trộn đều cho cái lòng đỏ với lòng trắng nó hòa quyện với nhau đó. Đó, mình cho lòng đỏ vô đó cả nhà, vậy là xong rồi đó. À, từ từ từ. Để trộn lên cái xong rồi mới gây tiếp nữa. Như con, để mà trộn bột lên bánh. À quét, thấy vali ghi hả? À quét. Rồi mình sẽ gây tiếp.
phải rây như vậy bánh nó mới mịn, bột mới đều mà không phải con. Mẹ cái chiếc trong màu cái mòn nó, mẹ cái đó là bột con thấy được cứ nó không mòn nè. Mềm. Mình phải rây ba lần. Nào, còn những cái mà nó cứng nó to như vậy là mình giục. Nếu không nó vô trong cái bánh của mình nó sẽ không có được mịn. Mẹ thấy mòn là cái gì? Mẹ đang làm bánh cho anh Hina mầm mầm đó. Mầm cái gì? Bánh bông lan, bánh kem. Bông lan? Ừ. Bông kem hả? Bơ cho vô luôn. Ê cái gì? Ê sao 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 nhâm cái trứng luôn? Bơ con chứ không phải trứng. Bơ. Ừ. Mình phải trộn một chiều từ dưới lên trên. Ê mẹ. Rồi cho cái này vô luôn. Đó. Mình phải gây vô luôn cho nó mịn hơn. Tại còn những cái mà to mình không có lấy nha. Nè, cái này to quá, bỏ. Mình thích ăn cái bánh bông lan nó có hộp hộp á. Hộp hộp hả? Ừ. Cái hộp là cái gì? Là mình không được ăn hả? Ừ. Là mình phải bỏ ra hả? Mấy nọ là được ăn. Rồi. Nè, như vậy là được rồi đó. Được mẹ ơi. Rồi, bây giờ cái khuôn. Để cái khuôn này mình đã có thay giấy rồi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Quay mẹ đang đổ bột xuống. Mẹ ơi. Mẹ. Ừ. Mẹ. Mẹ cái mẹ này. Đấy, đúng rồi. Đẹp. Đúng không? Có chuột đi. Là cái con mắt mình xem là và tập hình ra cái hình của phép mà một. Thì chỉ một bữa thì mình cầm xả. Nó sụt tay của mẹ đi. Ừ, dính tay mẹ hả? Ừ. Mẹ cứ đi đi. Để mẹ phải cạo nó ra. Dạ. Cho nó đều ra hết, ok. Mẹ quýt đi thử lên thái của mẹ đi. Quýt đi hả? Thì nay kêu liếm thử hả? Chứ. Ngon. Ngon gì? Ừ, ngon mà. Rồi, cho vô khuôn nướng 180 độ. Chín rồi đó, mình chọt cái tăm vô, mình thấy cái tăm nó khô, nó không có dính là biết nó chín nha. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra. Bánh chín mình đã lấy ra khỏi khuôn nha cả nhà. Bây giờ mình phải đợi đây nguội. Xong sau đó mình mới cắt ra làm hai. Rồi mình mới làm tiếp kem để trang trí thành một cái bánh sinh nhật á. Đó, bây giờ mình phải để đây. Chút xíu mình cắt cho cả nhà xem nha. Sẵn mình lấy máy ra cả nhà, cho nên là mình làm thêm hai cái bông lan nhỏ xíu xíu nữa cho Elina nha cả nhà. Đó, bây giờ hai cái này mình làm, hai cái này là 5 trứng. Công thức 5 trứng. Rồi xong rồi đó, bây giờ mình cho vô khuôn mình nướng đây, vô lò mình nướng đây. Hai cái khuôn baby này, hôm bữa mình đi chợ mình gặp nè, 2 đồng, 3 đồng gì cái, thấy dễ thương quá cho nên mình mua đó cả nhà. Chín này cả nhà, nướng 15 phút à. Tại bánh nó nhỏ cho nên nhanh chín. Đó, bây giờ mình sẽ lấy ra nha, cái này là để ăn sáng nè. Để mà ăn sáng thì na đòi đó, rồi bánh không. Đây, cái bánh mới vừa xong. Cái bánh này là cái bánh bông lan để mình sẽ làm, mình trang trí làm cái bánh kỷ niệm 20 năm đám cưới ha. Đó, bông lan mình mới cắt xong cả nhà. Mình tự cắt chia làm hai phần ha. Rồi cái này làm thêm chứ Ina nó đòi ăn nè. Cho nên là cắt ra cho cả nhà coi nha. Đó. Mới vừa nướng xong nè, đó. Ngon lắm. Đây ha. Đó. Bánh rất là ngon nè. Mềm đó. Này, mình cắt cái nhỏ cho cả nhà coi luôn nè. Không có bột nổi nha, nhưng mà bánh vẫn nổi đàng hoàng ha. Bông xốp đây ha. Đó, thử miếng luôn. Mềm ngon quá trời luôn đó. Rất là ngon nè.
Bây giờ mình sẽ đánh kem nha cả nhà. Bữa nay kem mình dùng là kem tươi. Kem tươi của Tây á, mình mua trong chợ về mình phải để trong tủ đá cho nó lạnh nhiều thiệt nhiều mình mới đánh. Đó, mình cho vô máy, rồi mình cho đường, rồi mình có cho thêm cái mascarpone nữa nha cả nhà. Đó, kem tươi của mình là có ba loại như vậy đó. Đường là mình dùng đường bột nha cả nhà. Đó, rồi mascarpone mình đánh cho nó đặc lại để mình tăng trí lên bánh thôi. Đây nè cả nhà xem nè, đó kem nó đặc lại đó ha. Đó, mình nhìn mình coi thôi à, chút xíu nó thấy nó đặc hay được ok là mình sẽ tắt máy. Kem mình mới đánh xong rồi nha cả nhà. Đó, kem này là kem tươi với mascarpone ha, với đường đó. Rồi đường là đường bột chứ không phải đường hột bình thường nha cả nhà. Đường bột để vô đây cho nó dễ tan đó. Rồi bên đây mình làm bánh với trái cây. Mình mới rửa cái này nè, mình sắp ra từng trái như vậy để cho nó gáo nước đó cả nhà. Cái này là trái mâm xôi ha, mình mua 1 kg. Đó, nhuyễn trộn vô nữa rất là ngon lắm, là thành bánh kem sầu riêng đó. Thấy không, coi nè. Đó, rồi hôm nay mình không có sầu riêng. Nhà hôm qua hổng hết sầu riêng rồi mà mình quên mua cả nhà. Bây giờ mình sẽ tha kem lên trên bánh nha. Cái bánh này lúc nãy mình đã cắt làm hai đó. Giờ mình tha kem lên. Chát kem ngay chính giữa, chát rau sau cho nó bít hết cái bánh thì là được hả. Cho nó đều hết. Cái bánh mình cắt không có được đều gì mấy nha cả nhà. Nhưng mà không có sao, cả nhà mình làm cho nhà ăn à. Đó, tha kem lên hết. Bây giờ mình sẽ sắp những cái trái trái mâm xôi đỏ này lên trên cái bánh nha. Mình sẽ sắp đều hết lên luôn. Cái này, kem, đó, cái này cho đều lên hết luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đậy cái thứ hai lên, cái lớp mà mình cắt hồi nãy á. Đó. Sẽ đậy nó lại. Rồi tha kem tiếp nữa rồi trang trí. Mình cho kem vô cái túi để mà mình đậy kem lại trên trái kem lên trên bánh á cả nhà, hoặc là mình dùng cái cây kia cũng được. Mình trát cũng được, hoặc là mình bỏ vô bịch mình đi vòng vòng giống như mình cũng được, kiểu nào cũng được. Miễn sao mình chắc kem lên bít hết cái bánh là được hả? Những cái túi này mình mua Việt Nam đem qua cả nhà. Cái dao mà muốn chà láng bánh đó mình phải để nó trong nước sôi vậy đó cả nhà, nóng á. Để cho cái dao nó. Mình làm cái cho con hả? Ừ. Múc cái chén đi, đi lấy cái chén. Trời ơi, bả lại bả Vinh nguyên cái kem nó ăn. Uy, lấy cái chén hay con. Nói chung là cái mặt trên là tạm ổn, bây giờ còn cái này. Con múc được cái chén đàng hoàng. Bây giờ mình sẽ trời ơi, Lina lại nay dành chén kem của mẹ nè cô chú. Ngon con. Ngày mai là phép cho con nha cô chú. Trời ơi, mẹ làm bánh thì ngày mai Lina thổi ha. Đó, bây giờ kem đã vừa xong ha, bây giờ mình sẽ trang trí. Mỗi lần mà nhà mà làm bánh làm thì na nó nói phép của nó à. Nói đi. Nói đi. Mình làm cái diện trên rồi giờ mình sẽ làm cái dưới. Mình phép ba với mẹ đi nè. Giờ mình chạy cái giềng á cả nhà. Mấy cái túi này là mình mua của gì bên Việt Nam á cả nhà. Mua cũng lâu rồi để dành làm bánh kem á.
nó tiện. Với mấy cái đuôi, mấy cái chốt này cũng vậy luôn nè, mấy cái đuôi để làm bánh á, mình cũng mua của Việt Nam. Đem qua để dành xài. Phía dưới, phía dưới gì nè. Cảm ơn lại nha. Những ngày chính giữa luôn ha. Đó, bây giờ mình sẽ để lên trên mặt những cái trái xoài lên. Dạ. Ừ, vẽ một cái trái tim lên trên cái bánh để mình sắp những cái này lên. Sắp mấy trái này nè. Để chút mày vẽ cái nhỏ cho. Rồi con để lên đi. Mà con phải để nằm trong cái khơi này, cái trái tim này. Trái tim chặt 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 chặt. Mẹ sẽ đưa mà mà mà. Ừ, con để nhờ ngoài. Để đi. Bao nhiêu gì? Ừ, nhà má ha. Má gì? À, trái này nó bị hư rồi, mình lấy ra mình bỏ ngoài. Ừ, rồi Na để. Giỏi Na phụ mẹ nha. Ừ. Giỏi thì cái gì? Ừ. Đây là. Ừ, bây giờ. Ừ, Na phải nói tiếng Việt nha. Na đừng nói tiếng Tây nhiều quá là nãy Na quên luôn, biết không? Được chưa? Chỗ này được không? Ó, chỗ này được rồi đó, thấy chưa? Mày thua lỗ chứ mà. Đẹp không? Ui, cái càng. Ôi, giờ sẽ lấy cái lực cái xếp mà mà. Rồi, cái này nó bị gãy thì phải lấy ra chứ con. Để cái nguyên ha. Ngon quá. Một ngày à. 7 đồng 1 ký nè. Là ghẻ. Mẹ, mẹ con có. Hên nó đi vô chợ con phải gặp ghẻ. Một cái pick. Gặp có 7 đồng. Cho nên mua 1 ký lô. Rồi. Rồi, cái trái tim hơi bị méo quá không? Na đang bỏ mấy cái kẹo trang trí lên. Chào. Chào, chào ai con? Cô chú nói mấy sự phát trời nha. Rồi, rồi, cô chú nói bệnh phát trời. Bữa nay Lina hơi muốn bệnh hay sao mà hơi thăng tiếng phải không con? Yêu, yêu của nó sẽ rạc thiện. Ừ. Xong chưa? Dạ. Chưa xong nữa hả? Mình để nữa hả? Mày vẽ trái tim cho Nina đó. Nina đòi trái tim. Mày thích lắm kìa. Gì đó hả? Ít ít nữa thôi nha con. Ít ít thôi nha. Nha, ít ít thôi. Ít ít thôi. Được không? Đây mẹ lấy cho. Này, để tay ra, để tay ra. Rồi, đủ rồi, nhiêu đó nữa, đủ rồi con, nhiều quá à. Thấy không? Rồi, gỡ rồi. Hồi lấy máy hút bụi hút vô. Rồi, để lên bánh nhanh lên kìa. Để kẹo lên lên. Nè. Xong chưa? Rồi, được rồi. Rồi đó nha, có bàn tay của Lina phụ vô bánh kem với mẹ nữa đó. Xong rồi đó. Ui, để mẹ quay phim cho cô chú coi cái. Rồi bây giờ mình sẽ cho bánh vô tủ lạnh nha, ngày mai mình mới ăn. Đó, mình trang trí bữa nay là cuối tuần. Mình làm gấp rút, không có nhiều thời gian, không có trang trí gì nhiều ha cả nhà. Chỉ đơn giản vậy thôi. Có một trái tim bự bằng mấy trái dí, mấy trái mâm xôi. Xong rồi trên đây mấy tim nhỏ là Ina gắn kẹo lên nè. Đó, Ina nè. Ina để kẹo lên. Này muốn đẹp thì ngày mai cắt mấy cái bông ở ngoài gắn vô nữa. Trang trí nữa là đẹp luôn. Rồi, giờ cho bánh vô tủ lạnh Ina ơi. Để ngày mai ăn con.
Rồi, cái này là bánh kem Ina phụ làm nha. Ina phụ làm nè. Ina phụ làm đó. Là bông ngoài vườn. Bông ngoài vườn hái, sáng hai mẹ con hái cắm vô. Đó, Ina cho cô chú coi. Ina hỏi cô chú bánh đẹp không? Bánh đẹp không cô chú? Đẹp không cô chú? Đó, làm biến viết chữ cả nhà. Rồi, sớm tính viết chữ 20 năm đám cưới lên trên cái bánh đó. Mà thôi, bây giờ để mấy trái này lên hết chỗ rồi. Cho nên là thôi. Đó, màu mè qua lá cành. Rồi bây giờ mình Ina cắt bánh đi. Giờ mình cắt bánh nha. Ina làm bộ thổi. 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 1 2 3. À, bộ thổi. Bây giờ mẹ cắt ha. Ina lên ngồi luôn đi. Cắt bánh ra. Cho ba miếng bự nha. Miếng bự này cho ba. Có cái này nè, chị xúc. À quên. Miếng này, cái dao này, cái này là người ta chủ yếu để. Đó. Cho cả nhà coi miếng bánh đi. À, sao si puta tí sao? Ừ. Si đó. Ê, mày ra ít puta ta. Không, ở chính giữa có kem, có trái phúc bồn tử ha, làm mâm xôi. Rồi. Mẹ ơi. Cái dĩa này mẹ đừng để trong cái đó là phải dĩa cho mẹ. Ờ, dĩa cho mẹ. Mẹ con lấy cái khác cho mẹ đi. Mà chứ cái này mẹ giật cái đó. Chứ nha, để mẹ cắt cây nam miếng. Nó nam miếng nhỏ nha. Đó. Tại mẹ sợ miếng bự nó ăn không hết á. Nam miếng bự luôn hả? Ờ rồi ok, miếng bự thì cho bự luôn. Rồi. Rồi đó. Papa chị chú sợ ăn gì à? Của Ina này cả nhà. Đó. Chưa. Rồi miếng này chỉ dĩa cho mẹ phải không? Mẹ nó mà thôi. Mẹ là chỉ miếng nhỏ thôi. Mẹ không có miếng nhỏ. Tại mẹ mới ăn bún nè. Đó rồi. Mình quay trở lại cho cả nhà coi cái bánh của mình nha. Út vui. Đây đây nè. Đẹp không? Đó, bông lan ha, bông lan mềm xốp. Con muốn kẹo thì để mẹ lấy kẹo quá thêm cho. Đừng có kẹo. Đó. Đi đi ơi, con bánh không? Ngon. Ôi, Ina không ăn đi. Ăn này không thôi đi dạo à. Mẹ mới ăn một chút bánh. Nên nó có nhiều chỗ để Ina chơi lắm. Có một tuột bự luôn. Mẹ thấy. Có tuột nhỏ hỏng luôn hả? Có tuột bự luôn á. Bự cái gì tuột nhỏ hơn hả? Cái thùng nhỏ hả? Cái bà đưa cho con mà. Cái này của mẹ mà. Nè, phê với cả nhà nè. Mới được cái này ở chỗ làm cho 200 mg. Mẹ con có đồ con đi lên kem cho con đi được. Thôi đã, để mẹ nói, mẹ chỉ cho cô chú coi cái. Để mẹ dạy cho cô chú coi. Cái này 200 mg, cái này nó kêu là cái sách ba con đó nha cả nhà. Đi thằng này. Quy quy đi. 200 mg mỗi một tờ, như vậy là 10 đồng. Đây nó có 20 tờ. Ngày một năm á, ở chỗ làm á, nó sẽ cho mình một lần ha. Cái này mình trả tiền mua vé xe lửa, máy bay để đi chơi hoặc là đi ăn nhà hàng, ăn tất cả chỗ nào mình cũng đều trả được hết nha cả nhà. Đó, năm được cho một lần 200. Mới được cho bữa thứ sáu rồi cả nhà. Đó, thầy để hè chuẩn bị mình sẽ đi chơi nè. Mình sẽ dùng cái này để mình trả tiền đặt chỗ, chỗ ngủ á, hotel á, hoặc là mua vé xe lửa, hoặc là ăn nhà hàng này kia kia nọ ha. Mình sẽ trả những cái này. Chỗ của ba cũng chắc chữa có nữa, hè chắc có nữa. Năm rồi cũng được 200 phải không ạ? Năm rồi 200. Mà của ba năm nay chưa cho, này của mẹ, chỗ làm của mẹ cho trước. Đó, giờ được cái này để sắp chữa hè này. Có cái này chi trả này, mình khỏi sức tiền túi cả nhà. Ina cái gì chứ đi cho người ta là nó xông xáo lắm, thảo ăn lắm. Cắt ra hai miếng hai phần để chuẩn bị đi cho hàng xóm nè cả nhà.
Chào cái ông già hàng xóm kế bên á, với cái bà già kế bên. Đó, mình cho hai người, người ăn miếng. Cái này đi cho phải không? Rồi con bịch lại đi. Bịch lại đi. Con đi con bưng với con đổ bánh game của người ta làm sao? Thì mình nói con bà bắt con đưa một cho người ta mà. Đưa một cái gì? Rồi, chị vừa thôi. Rồi để chị đưa hay đứng bịch. Con đứng đè quá nó sẽ dẹp xẹp cái kem. Rồi, đúng rồi. Rồi, bịch miếng này lại cho Ina bịch. Rồi Ina cho ngoại mặc luôn nha. Ok. Ngoại mặc của đời là thích không mẹ? Cho ngoại mặc luôn, còn cái khi cho Barbie. Ok. Rồi, rồi đóng lại. Đổi quá. Rồi, rồi thôi giờ mình bye bye cô chú đi nè. Mình phết tê văn to mặt giá của bà với mẹ xong rồi. Giờ mình bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú. Nằm gớm này ngã rồi nè. Bye bye cô chú nè. Bye bye cô chú. Hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Nè Ina. Hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Bye bye.